Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Hiện tại thì mình đang ở trong một cái tài khoản cũng vừa đua thiên đỉnh nhà cung đợt vừa rồi xong anh em ạ. Wow, nhìn sơ sơ trên màn hình thấy giống có vẻ để hình đại diện giống y chang nhau nhé anh em. Có vẻ đây nguyên là một team luôn. Không biết phải một team không nhưng mà thấy để hình đại diện y chang nhau luôn. Đó. Rồi, còn video chính ngày hôm nay thì anh em mình sẽ cùng đi xem về cái tài khoản vừa đua thiên đỉnh xong nhưng còn cực kỳ nhiều thăng tốc. Phải gọi là số thăng tốc cũng cực kỳ là kinh dị đấy anh em ạ. Không biết là nạp cỡ nào nhưng mà thấy thăng tốc rất là ghê gớm. Ok, mời anh em cùng vào video và xem cùng với mình về cái tài khoản này nhé. Hiện tại thì mình thấy là đang ở kingdom là 2139 nhá anh em. 2139. Số ngày đăng nhập liên tục 661 ngày. 661 ngày. Chưa được 2 năm, chưa được 2 năm chơi game mà đã VIP 17 rồi, dã man con ngan. Với cái tầm này mình nghĩ là chắc phải nạp cực kỳ nhiều ấy, chứ còn mà hít rương không thì cũng đủ đâu, không thể nào mà được VIP 17 đâu anh em ạ. Này là nạp nạp ác ấy. Quá kinh dị. Chưa được 2 năm chơi game VIP 17. Rồi, xem về bao nào. Sức mạnh là 84 triệu. 84 triệu là do mới đua thiên đỉnh nhé anh em. Cubon là 848. QT5 là 15 triệu. Cái tài khoản này thì tính ra là gần 2 năm. Chính vậy Cubon nó tầm này nó cũng ở mức bình thường, không cao cũng không thấp. Bởi vì người ta mới đua thiên đỉnh thì cái bầu người ta mới lên. Chứ còn lúc trước thì cái bầu nó không đến như vậy đâu anh em ạ. Thì chính vì vậy là cũng khá là ok. VIP 17 ghê thiệt. Ở đây là một cái tiến trình mà chủ ad có chia sẻ cho mình về cái tiến trình lên VIP, lên tốc độ lên VIP các thứ. Rồi anh em mình sẽ xem từng hình một nhé. Ở đây mình thấy trước mắt là VIP 12. 88 ngày đã VIP 12 rồi. Dã man thật. 137 ngày VIP 14. 137 ngày là anh em chơi K1 là 70 ngày. K1 70 ngày. Vào K1 là 70 ngày. Xong rồi chơi K1 khoảng tầm 50 ngày nữa là 120, 130 ngày. Có nghĩa là hết K1 là đã VIP 14 cực kỳ nhanh. VIP lên dã man con ngàn thật. Và 400 ngày thì cán mốc là VIP 16. Kinh dị. Trời ơi. Lên VIP nhanh thế. Và 655 ngày là lên được VIP 17. Quá kinh. Gì? 5 năm 1 năm. Cái này chắc cái giai đoạn mới chơi game. 606 ngày VIP 16. Wow. Ad này VIP lên cực kỳ nhanh em ạ. Ghê thật. Sở hữu Minamoto. Mở khóa Tào Tháo. Sở hữu UFC. Sở hữu Mehmet. Sở hữu Jack Lamotte. Sức mạnh tối đa 84 triệu. Chết 2 triệu 5. Thu thập tài nguyên 8 tỷ 6. Hỗ trợ tài nguyên 2 tỷ 4. Đà rét cũng ít đấy. Không biết là có ad farm hay không. Rồi, còn bây giờ thì anh em mình sẽ cùng đi vào để xem chi tiết hơn về cái tài khoản này. Quên mở cho anh em xem lính. Mình nghĩ là chắc mới đẩy T5 đợt thiên đỉnh vừa rồi. Tổng số đơn vị lính là 4 triệu. Đây, bộ binh là 800, kỵ binh là 900k và cung là 1 triệu 2. Có vẻ như là chơi chuyên cung. Ôi. Dàn xe T1 lên tới 500. Ghê thật. CM gì? Chắc lơ gì? Huyền thoại thiên đỉnh. Có một cái nhà huyền thoại thôi, phòng thủ công 15%. Thủ công 15%, nhà này đánh chuyên công mà đánh on field là best rồi. Cung cực kỳ trâu. Thêm một cái nhà cung là tấn công cung 10%. Một cái nhà khi mà anh em mới tạo bạc anh em chơi thì có cái nhà hoa sen này nữa. Và một cái nhà thiệt hại kỹ năng. Rồi thuần về cung hơi bị nhiều. Cung nè, cung kỵ nè, cung nè, cung nè. Nhà này thì anh em mua trong gói vòng cuộn nhé. Sức mạnh cung 5%. Và bây giờ là có một cái nhà thiên đỉnh. Wow. Quá đẹp cho một cái tài khoản 600 ngày đúng không anh em? Cực kỳ đẹp. Công nghệ.
đang mở khóa đơn vị lính cuối cùng, đó là xe T5, 47 ngày nữa. Còn lại đã mở khóa bộ kỵ và cung, hiệp sĩ tiêu tên, chơi đứt mà lại chơi chuyên cung. 5% huấn luyện lính không quá nhiều. Mình không biết có phải chơi chuyên kỵ hay không. Lát nữa anh em mình sẽ cùng Nhi xem là chơi chuyên kỵ hay là chơi chuyên cung mà lại đua nhà cung nhé anh em. Rồi, tiếp đến thì bây giờ anh em mình sẽ cùng đi xem về kho đi. Ô, trời ơi. 565 game. Cái này game tháng. Wow, game nhiều thế. Ở trên là 173k game, bây giờ lại đây dưới đây thủ một đống game nữa. Mặc dù là mới đua thiên đỉnh xong nhưng mà red cũng còn khá là ok đấy anh em ạ. Tạm ổn. Rồi anh em mình sẽ xem về tăng tốc nè. Ôi, đua thiên đỉnh chừng đấy rồi. Đua thiên đỉnh là trên 30m nha anh em, trên dưới 30m. Mà tăng tốc vẫn còn khá là nhiều nha anh em. Tăng tốc trên vẫn còn khá nhiều nè. Tăng tốc ôi, tăng tốc chữa lành mà còn lắm thế. Wow, trời ơi, đua thiên đỉnh trên 30m rồi mà tăng tóc vẫn còn một rừng như thế này. Dám ăn con ngan tầm này phải đủ để đua thêm một đợt nữa anh em ạ. Đủ để đua thêm một đợt thiên đỉnh nữa. Dám ăn cực kỳ kinh khủng. Với cái tầm này tăng tốc lúc nãy mình có tính sơ sơ thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 6 đến 7 năm tăng tốc. Tổng cho tất cả các loại tăng tốc nó sẽ rơi vào tầm 6 đến 7 năm có khi hơn nhá anh em. Ồ, dám ăn thật. Quá khủng khiếp. Trời ơi, đua thiên đỉnh, ăn thiên đỉnh xong mà bây giờ vẫn còn chừng để tăng tốc thì mẹ khiếp thật đấy. Nè, bút tăng huấn luyện, năng lực huấn luyện lính nè, cũng còn một rừng luôn nè. Dã man chưa? Rồi, siêu cấp VIP Pro anh em ạ. Rồi, phần cuối cùng anh em mình sẽ xem. Ôi dồi, ghi nhiều thế. 3, 7, 11, 15 món ghi cam. 600 ngày 15 món ghi cam. Ghê thật sự. Một món có tài năng đặc biệt còn đâu. Wow, 15 món ghi cam mà có đúng một món có tài năng đặc biệt. Phan Ngọc Trinh chắc luôn. Thề, ông này cuồng Ngọc Trinh kinh lắm nè. Khó thế làm được. 15 món. 15 món. Một món có tài năng đặc biệt. Khó quá khó. Nhà thiên đỉnh 15 ngày. Còn 657 chọc cam. Ok, anh em mình sẽ đi xem về tướng nhé. Phần cuối cùng xem về tướng xem như thế nào nào. Huyền thoại, sức mạnh. Ở đây mình thấy mát được Boica. Wow. Full một set phun một set hàm rồng vô cung cực kỳ mạnh. SC Edward D Alex. Ồ, tướng thì mát không nhiều nhưng mà tập trung vô gear cực kỳ nhiều nhá anh em. Tướng thì mát không nhiều, tướng người ta chỉ có Quang Vũ không có hả? Ồ, Vũ không có luôn kìa. Tướng cực kỳ ít nhá anh em. Tướng chỉ có mỗi Alex D hai đạo. Edward là 3, SC là 4, Boca là 5. Chỉ có 5 con tướng cam mát mà trong đó bây giờ chỉ có được một đạo bộ, một đạo kỵ và một đạo cung. Nhưng với cái tầm đấy Q-Bone thì cũng khá là ok rồi, bởi vì tướng đâu có mát nhiều, con Boca thì mới mát thời gian gần đây thôi. Tính ra thì chỉ được SC, SC thì cũng tính ra là gần nhưng cũng không thật sự là quá lâu. Ôi, và ạc này được mỗi cặp Edward, VG, Alex, CM, Alex Tôn Tử, Alex D. Đánh chỉ có vài con tướng cam mát thôi mà chừng đấy tướng chừng đấy Q-Bone là cũng khá là ok rồi, cực kỳ ổn áp đúng không anh em. Wow, thế mà mình tưởng mắt nhiều tướng cam lắm. Vậy là tập trung hết game vào cho VIP chắc chắn luôn, tập trung rất là nhiều game vào cho VIP. Nhưng mà tướng tái như vậy là cũng khá là ok rồi, được một cặp Boca G nè, SC Alex là được hai đạo nè. Đó, được hai đạo rồi. Mỗi con Edward lên hơi phí nha. Cùng mà anh em lên full set hàm rồng này khá là ok đấy anh em ạ. SC thì lên đồ thủ với máu khá nhiều.
Wow, con ạc với số VIP và tăng tốc cực kỳ sốc. À, nhân tiện mở tài năng con bâu cho anh em xem luôn nha. Ta lên bâu IK. Ta lên này cũng chuẩn rồi đấy, ok rồi đấy. Full nổ. Ta lên SC, mở cho anh em xem luôn. Nếu như anh em muốn tham khảo SC thì cộng ta lên vậy là cũng đúng rồi nè, chuẩn rồi nè. Rồi và phần cuối cùng thì anh em mình sẽ cùng đi xem về cái đợt đua thiên đỉnh vừa rồi. Thì người chơi này đua xếp hạng rank bao nhiêu nhé. Mình thấy rank 1 rồi, cộng này cao đấy. Rank 1 tới 48 triệu kìa. Mượn tiền kiểm tra. Đây là cái ạc mà mình đang review đấy anh em ạ. Top 3, 32 triệu sức mạnh. Đua thiên đỉnh nâng 32 triệu sức mạnh rồi. Mà tăng tốc ở trong nhà vẫn còn tới 6 đến 7 năm tăng tốc. Dám ăn còn ngay ngon anh em. Tầm đấy cũng phải đua được thêm nhà nữa. Và top cuối cùng là top 10, 42 triệu. Ôi 2139 lấy ranh hơi nhiều. 1, 2, 3, 4 nè, 4 ông nè, 5 ông nè, 6 ông nè, 6 ông lấy ranh Zenith. Ôi khiếp thật. Cụm này đua cao ấy chứ anh em. Top 10 mà đã 26 triệu rồi. Cụm này cao ấy, cao hơn những cụm khác nhiều ấy. Top 1 48 triệu. Wow, khét đấy. Rồi ok, như vậy là trong video ngày hôm nay thì mình cũng đã review cho anh em về một cái tài khoản với cái tốc độ lên VIP cực kỳ nhanh. Không biết là có nạp nhiều hay không nhưng thấy VIP là lên cực kỳ nhanh rồi đấy anh em ạ. Mình chắc thì anh em thấy là cũng chưa mát con Mina. Ghê thật sự, mới hơn 600 ngày thôi mà đã VIP 17 rồi. Cùng với khi mà sau khi đua thiên đỉnh xong thì nâng đồng ý đã nâng tới mức 30 triệu sức mạnh. Nhưng mà vẫn còn dư tới 6 đến 7 năm tăng tốc cực kỳ kinh khủng đó anh em. Về tướng tá thì không mát nhiều, với cái lượng kill bon như vậy mình nghĩ cũng khá là ok rồi. Bộ gear thì cũng có được một bộ gear cam full cung và một bộ gear bộ đánh cũng khá là tạm ổn. Mình tin chắc là ạc này nếu như không, chẳng qua là không nạp mát Mina thôi, nhưng mà mấy cái gói khác tính ra là cũng nạp mà cũng khá là ok. Mình nghĩ như vậy, không biết anh em nghĩ sao về cái tài khoản này. Với cái tốc độ lên VIP nhanh như vậy mình nghĩ là chỉ có nạp thôi, chứ hit rương thì cũng không thể lên nhanh như vậy đâu anh em ạ. Ok, video đến đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã xem video. Nếu như anh em thấy hay nhấn cho mình xin một like, ủng hộ cho mình một đăng ký kênh. Hẹn gặp anh em ở những video lần sau nhé. Bye bye, xin chào anh em.